Cái nghiệm pháp một phi là sao các bạn? Chúng ta sẽ dùng ngón tay ta ấn vào cái điểm túi mật, ta kêu bệnh nhân hít vào. Thì mỗi lần hít vào chúng ta sẽ ấn xuống, mỗi lần hít ra chúng ta ấn xuống. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ấn vào trúng vào cái túi mật thì bệnh nhân đau chói, bệnh nhân nhăn mặt, bệnh nhân than đau chói, hoặc là bệnh nhân sẽ dùng tay gạt tay của thầy thuốc ra, thì lúc này nghiệm pháp một phi dương tính. Hay chúng ta thử ha. Ở đây là điểm đau túi mật, tức là điểm giao nhau của mạng sườn phải và bề ngoài cơ thẳng bụng. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Chúng ta bảo bệnh nhân hít vào, mà chú hít vào, chú tự hít vào. Khi bệnh nhân hít vào chúng ta đè xuống, bệnh nhân không có đau gì hết ha, bệnh nhân không phản ứng gì hết, chú thở bình thường đi. Đây là nghiệm pháp một phi âm tính.